Vâng, xin chào mừng cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Trong video clip ngày hôm nay, chúng em rất hân hạnh được ghép một bộ karaoke cho chú Quý ở Thủ Đức, Hà Nội với cấu hình karaoke mang tên Á Hậu, sử dụng là 5 thiết bị và tổng trị giá là 20.300.000 đồng. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bộ karaoke của chú Quý ngày hôm nay nhé, cô bác và anh chị nhé. Đầu tiên là một đôi loa mang thương hiệu JBL phiên bản Gold Limited G2000, cô bác và anh chị nhé. Phiên bản G2000 Gold Limited với hình thức thiết kế rất đẹp, trang trọng, lịch sự, sử dụng là bass 30, một trung, hai chép và một loa siêu chép. Dòng loa này có thể chơi đa năng rất là nhiều các thể loại nhạc, rồi hát karaoke cũng hay và nghe nhạc cũng rất là mượt, ngọt ngào. Bên này thì em đã đóng dây căng lại với cái thiết kế rất là sang trọng và mang phong cách hiện đại của châu Âu, phù hợp với không gian gia đình khoảng tầm 35-40 m². Tiếp đến trong bộ karaoke của chú Quý ngày hôm nay, sử dụng là một chiếc đẩy 4 kênh siêu mỏng nhẹ mạch class D nguồn xung của WeWood chính hãng, model M2000. Đặc biệt của những dòng đẩy class D thì tiếng rất sáng, sạch sẽ. Một chiếc nâng tiếng CB600 Pro hàng chính hãng của Triacoustics cho cái giải âm sắc nó sẽ tách bạch, mềm mại, ngọt ngào. Bên trên nữa là một chiếc vang KM8 Epic mới nhất, hiện đại nhất của năm 2020. 8 chiếc đã cài đặt sẵn của nhà sản xuất, chip xử lý 48 bit, một chiếc vang số cao cấp và rất là dễ dàng sử dụng, có đầy đủ các cổng kết nối Bluetooth, cổng quang, đầu độc USB. Và cuối cùng trong bộ karaoke ngày hôm nay đó chính là chiếc mic M8 Pro hàng chính hãng của Triacoustics. Chiếc mic này có cái giọng hát rất là mượt, ngọt, bắt mic hát nhẹ, tiết kiệm pin. Và xin mời cô bác anh chị cùng thưởng thức một đoạn karaoke để chúng ta thưởng thức bộ dàn karaoke ngày hôm nay nhé. Lặng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai đứa mình cùng đùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi trốn tìm, em hồn nhiên tâm mềm thả con thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông. Còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng, cách chờ nhìn chung pháo đo rượu hồng, nay em bước theo chồng. Chuyện đời hợp rồi tan, thôi đành em nói hẹn đò đưa sang bên rồi. Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi, tâm hồn anh rối bời. Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa, dòng sông lặng lẽ lưa thưa đôi cánh bèo, trách duyên phận mình để rồi chiều này nghe cô liêu đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây, em sang sông yêu hắt mạnh chẳng gầy, chẳng còn đó mà người xưa nào thấy. Chiều nay trong cánh cò bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng, em lấy chồng cách một dòng sông, đò ngang không có tình ngắn đôi bờ. Mọi nhu cầu về những bộ karaoke giá rẻ bình dân hay những đôi loa, những thiết bị lẻ như đôi loa cục đẩy vang, mic nâng tiếng, loa trầm, loa chép, vân vân, cô bác anh chị vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Và cũng xin thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn chú Quý ở Thủ Đức, Hà Nội đã Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ chúng em bộ karaoke ngày hôm nay, và chú đã đặt cọc trước cho chúng em 1 triệu rồi, tổng trị giá là 20.300.000 đồng, và chưa đặt cọc 1 triệu, còn lại thanh toán là 19.300.000 nữa. Rất là cảm ơn chú Quý ạ. Chuyện đời hợp rồi tan, thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên rồi. Ngoài trời mưa còn rơi nên
nên lệ khô héo rồi, tâm hồn này rối bời. Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa, dòng sông lặng lẽ lưa thưa đôi cánh bèo. Trách duyên phận mình để rồi chiều này nghe cô liêu đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sống quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây. Em sang sông yêu hát mạnh chẳng gầy, chẳng còn đò mà người xưa nào thấy. Chiều nay trong cánh cò bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng. Em lấy chồng cách một dòng sông, đò ngang không có tình ngắn đôi bờ. Em lấy chồng cách một dòng sông, đò ngang không có tình ngắn đôi bờ. Cảm ơn và lần nữa rất là cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Hoàng Long trong thời gian vừa qua. Kính chúc cô bác anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ bên những bộ dàn karaoke Hoàng Long cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.